sự bọn mình rất là ấn tượng với năng lực của các bạn năm nay, vì bọn mình thấy các bạn rất là giỏi và rất là tài năng, có cái suy nghĩ cũng như là cái khối lượng kiến thức rất là chắc. Và thực sự là trong cái quá trình tham gia nhà chung thì bọn mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều từ cái khả năng về kiến thức như là đến cách tư duy của các bạn. Và thực sự đây cũng là một cái áp lực vô hình chung đặt lên vai của Stella Hunter để bọn mình phải thực sự là cố gắng hơn nữa để có thể thực sự đạt được gì các team khác. Cảm nhận của mình về teammate thì là hai bạn teammate của mình rất là giỏi, rất là siêu nhờ hai bạn mà deadline của bọn mình được đẩy rất là nhanh, nhưng mà thật sự là vẫn có nhiều khi chậm deadline. Nên là rất cảm ơn hai bạn đã cùng đồng hành với Stella Hunter để tạo ra một team rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Team Stella Hunter cũng rất là cảm ơn tới bé Buddy Dương đã giúp đỡ support chúng mình trong suốt thời gian qua. Mặc dù thì nhiều lúc chúng mình cũng hơi chậm deadline một chút, nhưng mà bé vẫn rất là luôn sắp tờ, vẫn là nhắc nhở rất là nhiều. Và chúng mình cũng rất là chúc ban tổ chức có thể là có một mùa marketing 2022 thật là thành công, và hy vọng là năm sau sẽ tổ chức được một cuộc thi còn lớn hơn và thành công hơn nhiều hơn nữa. Rất là cảm ơn mọi người. Thì từ bọn thi trước thì những cái nội dung mà bọn mình muốn truyền tải hầu như là bọn mình chưa truyền tải được hết ý của bọn mình, nên lần này khi mà quay trở lại thì bọn mình chắc chắn là sẽ thể hiện hết mình cái phần thi này để có thể bứt phá hơn cái vòng trước. Bọn mình muốn gửi tới ban tổ chức một lời cảm ơn sâu sắc vì đã tạo ra một cái chương trình ý nghĩa, và mình muốn gửi đến Buddy là cảm ơn bạn Thảo rất là nhiều vì bạn đã thiết kế bọn mình rất là tốt, đã luôn hỗ trợ bọn mình đến những lúc khó khăn nhất, những lúc cần nhất là bạn sẽ có mặt. Quan trọng nhất là bọn em được trải nghiệm những cái ý nghĩa của chương trình, như là được mentoring để nâng cao trình độ của bản thân và networking trong cái mạng lưới của hai. Đó là những cái mà em thấy là ý nghĩa nhất. Chắc là mình gửi gắm tới Buddy trước, là hai tuần ở nhà Buddy siêu vui luôn, tuy hôm nay Buddy không có ở đây nhưng mà chắc là Buddy đang ủng hộ mình từ xa. Còn gửi gắm cho ban tổ chức thì là mình về là mình sẽ quảng cáo, thì mình là thí sinh miền Nam, mình sẽ quảng cáo ở miền Nam rất là nhiều, nên là ban tổ chức chuẩn bị tinh thần năm sau đón rất nhiều thí sinh miền Nam nha. Đến với Marketing 2 thì anh nghĩ rằng là các bạn ấy sẽ được tham gia những cái hoạt động và đồng thời thì có một cái môi trường để có thể cùng nhau chia sẻ cũng như là phát triển cái kiến thức và kỹ năng về marketing của mình rất là tốt. Đặc biệt hơn nữa là các bạn có cái cơ hội để các bạn được tham gia vào các cái hoạt động thực tế để mà học hỏi thêm từ những người bạn khác. Năm nay Marketing 2 2022 đã có rất nhiều khác biệt. Sự khác biệt đến từ việc phát triển hơn và cả phát triển khác đi. Thế nhưng sự khác biệt lớn nhất có lẽ là việc chị có mặt ở đây ngày hôm nay ở đêm chung kết Marketing 2 2022, mà là một đêm chung kết đầu tiên trong chuỗi sự kiện Marketing 2 kể từ 4 năm trở lại đây. Và cũng là đêm chung kết mà chúng ta đã rất nhiều khó khăn thì mới có thể tổ chức được. Thì với chị đó, có lẽ đó là sự khác biệt lớn nhất. Nhưng còn một cái sự khác biệt nữa đáng ghi nhận hơn, đấy là sự trưởng thành và chỉnh chu trong cái giai đoạn tổ chức của các thành viên ban tổ chức qua từng mùa Marketing 2. Và điển hình là chị nhìn nhận ở trong mùa năm nay thì các bạn ấy đã trưởng thành và chỉnh chu hơn rất nhiều. Mình thì luôn tin rằng ban tổ chức Marketing 2 là minh chứng rõ nhất cho slogan của DV Marketers, đấy là Strive for the Better. Tức là từ các mùa và cho đến mùa hôm nay, năm nay là mùa thứ tư, thì các bạn ấy vẫn luôn luôn nỗ lực, và mình tin rằng là cái sự nỗ lực ấy sẽ luôn luôn tạo ra được những cái kết quả tốt hơn nữa và tạo ra được sự lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng sinh viên nói chung và sinh viên theo đuổi ngành marketing nói riêng. Thì mình rất là hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy vững tin và tự hào về hành trình với Marketing 2. Một là các bạn khá là mới, theo kiểu là các bạn không phải đi thi theo một cái team cũ mà các bạn đến và các bạn được form team. Thứ hai nữa là các đề từ năm ngoái và năm nay thì đều là những đề thật. Thì mình nghĩ là cái câu chuyện mà nó thực tiễn và mới mẻ như vậy là một cái format mà mình cũng khá là quan tâm. Thì một cái sự thay đổi rõ ràng nhất là của hai mùa thì năm nay thì mình có nhiều hoạt động offline hơn, có nhiều cái cơ hội để mình tiếp xúc với cả các bạn nhiều hơn, và những cái việc thông qua những cái hoạt động mà offline như này thì mình có cơ hội để mình kết nối cũng như là mình tìm hiểu cũng như là trực tiếp được chứng kiến các bạn perform như thế nào trong các cuộc thi á, thì giúp mình có một cái đánh giá tổng thể hơn về các bạn thí sinh của từng mùa của mùa thi năm nay.
một lời chia sẻ từ Vietstarmark. Xin chúc tất cả các quý vị đại biểu, tất cả các bạn giám khảo, tất cả người đây sức khỏe, và chúc cho cuộc thi ta thành công rực rỡ. Chúc cho buổi tối hôm nay có ba nhóm thi thật bùng nổ, bùng cháy, và chúng ta sẽ có kết quả rất là tuyệt vời. Và xin cảm ơn ạ.